Theo thông tin của Dân Trí đưa tin, những thông tin như bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện Chợ Giấy đã tử vong, hoài nghi bệnh nhi 10 tuổi tử vong ở Khánh Hòa nhiễm virus corona, ca tử vong do người Trung Quốc tại Đà Nẵng rất đáng ngờ, hay những thông tin xuất hiện bệnh nhân corona ở các tỉnh thành được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang. Bệnh nhân được chữa khỏi bệnh viêm phổi virus corona từng bị đồn thổi đã tử vong. Trưa ngày 26 tháng 1, sau 4 ngày, hai bệnh nhân người Trung Quốc nhập viện tại Chợ Giấy được khẳng định nhiễm virus corona, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một trong hai bệnh nhân đã tử vong. Lúc này, điện thoại của bác sĩ Nguyễn Trí Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Giấy, nóng máy vì liên tục tiếp nhận cuộc gọi xác định thông tin của phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế. Cả hai bệnh nhân đều đang điều trị tại bệnh viện Chợ Giấy. Chúng tôi không hiểu vì sao lại có thông tin một trong hai ca nhiễm bệnh corona đã tử vong. Đây là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang tới cộng đồng, bác sĩ Thức khẳng định. Tại thời điểm phóng viên Dân Trí liên hệ với bác sĩ Nguyễn Trí Thức để xác minh thông tin, cả hai trường hợp trên đều đang tiến triển rất tốt. Cả hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc được tiếp tục theo dõi tại khoa bệnh viện nhiệt đới. Đặc biệt, người con thời điểm đó sinh hiệu đã ổn, hết sốt, ăn uống đi lại bình thường. Đến sáng ngày 2 tháng 1, bệnh viện Chợ Giấy xác minh bệnh nhân này sau xét nghiệm lần 3 khẳng định âm tính hoàn toàn với virus corona mới. Còn với người cha lớn tuổi hơn, tại thời điểm hoang tin một trong hai bệnh nhân đã tử vong, ông đã hết sốt, sinh hiệu tương đối ổn định, mạch 82 lần trên phút, huyết áp 110 trên 60. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua can mũi. Đến ngày 28 tháng 1, bệnh nhân đã ổn định, tổn thương ít phế nang, phổi phải, không tăng thêm so với X quang ngày 26 tháng 1. Hiện nay, chức năng gan, thận, điện giải của bệnh nhân bình thường. Hoài nghi bé gái 10 tuổi tử vong do virus corona. Mới đây trên mạng xã hội, chia sẻ rộng rãi hình ảnh giấy chứng tử của một bé gái ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Người chia sẻ hình ảnh này được cho là thành viên trong gia đình của bé và đặt nghi vấn liệu có phải bệnh nhi nhiễm virus corona không vì bé được liệm kỹ trong nylon. Sức khỏe những người trong gia đình bé như thế nào? Trước thông tin này, ông Lê Trấn Phùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa khẳng định bệnh nhân tử vong là em Lê Nguyễn Thị Thanh Hát ở huyện Cam Lâm, bé gái 10 tuổi, nhập viện bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa ngày 8 tháng 1 đến 12 giờ 5 phút ngày 9 tháng 1, bé tử vong. Ban đầu nhập bệnh nhân vào viện tỉnh, bệnh nhi chỉ điều trị vài tiếng đồng hồ có biểu hiện suy hô hấp. Các bác sĩ nhanh chóng hội chuẩn với bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa xác định đây là do virus nên chuyển ngay cháu về bệnh viện nhiệt đới. Vài tiếng sau, bệnh nhi tử vong, ông Phùng cho hay. Trên nền bệnh nhân động kinh, quá trình xét nghiệm nước tiểu phát hiện có protein niệu, gửi mẫu bệnh phẩm tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật gửi sang Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra. Kết quả cho thấy bé gái 10 tuổi dương tính với virus corona chủng NL63. Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa khẳng định virus corona mà bé gái mắc phải không thuộc chủng virus biến thể corona đang hoành hành tại Trung Quốc. Các trường hợp tiếp xúc bao gồm người nhà với bé gái cũng được giám sát, xét nghiệm nhưng không phát hiện mắc virus này. Còn việc liệm kỹ trước khi đưa về mai táng, bệnh viện vẫn phải xử lý theo quy định đối với trường hợp tử vong do bệnh cúm. Chưa xác định được nguyên nhân vì thời điểm bàn giao tử thi cho gia đình, vì bệnh viện vẫn chưa kết quả xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang đối với bệnh nhân của bệnh nhi đã tử vong. Liên tiếp những hoang tin xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus corona mới. Những thông tin như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh hay tại Hà Nội có nữ sinh đi làm việc ở Vũ Hán về xuất hiện viêm phổi nhiễm virus corona dày đặc trên mạng xã hội. Lãnh đạo Sở Y tế các địa phương này đã lên tiếng trước những thông tin
chính thống gây hoang mang dư luận xã hội, thậm chí thông tin người Trung Quốc bất ngờ tử vong tại Đà Nẵng dấy lên nhiều tin đồn. Liệu bệnh nhân có tử vong do nhiễm virus corona mới đang hoành hành tại Vũ Hán? Sở Y tế Đà Nẵng đã phải vào cuộc điều tra, xác minh bệnh nhân tử vong do nhồi máu cơ tim, không có cứ bất cứ dấu hiệu nào của nhiễm virus corona.